Thân máy 18V hàng 170 N. Con này thì hãng The Man. ERT Man. 18V. Pin của con này thì nó sẽ có sạc dự phòng cho anh em luôn, là đầu USB để anh em sạc điện thoại này. Và thân máy kèm pin. Thì pin này hiện tại là không sạc đầy được, cho nên là em thanh lý cho anh em luôn, để anh em về, nếu anh em nào mà có nhu cầu thì xài ít thì có thể xài được, còn anh em nào muốn xài nhiều thì anh em có thể về đưa thợ sửa lại pin nhé. Tại cuối năm cho nên em thanh lý. Thân máy kèm, coi như em bán thân máy kèm vỏ pin đi. Đó, để cho anh em 600 ngàn một thân một vỏ pin. Nhưng mà thực chất thì đang xài bình thường nhé. Do là em không kiểm tra được pin cho nên là thanh lý cho anh em 600 ngàn thân máy kèm vỏ pin.